Vụ trộm táo tợn vừa xảy ra vào rạng sáng nay tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Anh ở số 4 đường ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tên đạo chích trùm đầu che kín mặt đã dùng thủ đoạn cắt mái tôn và trổ la phong trần nhà của một công ty rồi lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Nhận được tin báo, công an địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra làm rõ, đồng thời truy bắt nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, vụ trộm xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 12. Một đối tượng trùm đầu che kính mặt đã cắt mái tôn và trổ la phong trần nhà của công ty trách nhiệm hữu hạn TM Nam Anh ở số 4 đường ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho. Tiếp đó, đối tượng này thả một sợi dây có cột nhiều vòng sắt để dễ dàng đu từ trên trần nhà xuống đất. Tại đây, đối tượng này đã lấy đi một két sắt bên trong có chứa tiền ở quầy thu ngân và một xe Tega Vario của cửa hàng. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng này đã bấm cửa cuốn cửa sau lên, rồi dùng xe chở tủ sắt nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngoài ra, trước khi đi, đối tượng này cũng đã gỡ lấy đi một đầu thu camera an ninh ở khu vực dịch vụ tại khu vực cửa sau. Tuy nhiên, trong lúc tẩu thoát khỏi hiện trường, vụ việc đã được người dân phát hiện nên thông báo đến bảo vệ đang trực ở phía cửa trước, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Như chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo, vào thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự xã hội thường diễn biến phức tạp, trộm cắp xảy ra nhiều hơn so với các tháng trong năm. Do đó, Diệp Loan rất mong quý vị và bà con hết sức cẩn trọng bằng mọi cách có thể để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.